không biết mấy bữa nay mẹ con Diệu đi đâu mà bà đi từ sáng sớm tới chiều tối. Cơm nước á, thì để nguội lạnh hết, không thèm về ăn cơm nữa chứ. Thiệt tình. Ba, con đi chợ mới về. Ừ, con mới về hả con? Mà sao ba mệt, ba không nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này để con làm cho. Thôi để ba nghỉ ngơi một chút. Dạ, vô nghỉ ngơi đi ba. Ừ. Ba ngồi ghế đi ba. Ừ, con. Ủa mà sao con thấy dạo này mẹ ít ở nhà quá vậy ba? Ừ, ba cũng không biết nữa. Sao mà dạo này bà đi đâu từ sáng tới chiều tối, không thấy bà về. Ba hỏi thì bà bực bội không thèm trả lời ba. Mà thôi, để con vô bên trong, con nấu cơm hai cha con mình ăn ha. Ờ, thôi con đi nấu cơm đi con. Dạ. Không biết cái số điện thoại của ai mà lạ quá, cứ gọi vô cái số tôi hoài. Alo. Alo, có phải ông Dũng không? Đúng, tôi là Dũng. Xin hỏi anh là ai vậy? Ông không cần biết tôi là ai, nhưng ông chỉ cần biết mượn nợ là phải trả, mà không trả bằng tiền là phải trả bằng máu đó. Xin lỗi, anh có gọi nhầm số ai không chứ tôi đâu có mượn nợ gì của anh. Đừng có giỡn mặt với tụi này, coi chừng á tụi đàn em của tôi á tới nhà xin tí quyết của ông đó. Tôi đã nói rồi, tôi không có mượn nợ gì của anh hết, anh đừng có gọi làm phiền tôi nữa nghe. Thiệt tình, có thiếu nợ thiếu nần gì ai đâu mà cứ gọi điện thoại vô đòi tiền hoài. Thiệt bực cái mình. Ủa, có chuyện gì á ba? Mà sao con nghe ba nói cái gì mà thiếu tiền người trả nợ là sao ba? Mấy bữa nay ba liên tục nhận được số điện thoại của người lạ xưng là Năm Mặt Gô vậy đó, nói ba thiếu họ cả 100 triệu mà không trả lại không để yên cho nhà mình nữa chứ. Trời đất, sao ba không nói cho con biết? Mà chắc nhầm đó ba ơi, chứ nhà mình làm gì mà đi mượn tiền gì cái 100 triệu. Để con chặn số này cho. Phải số này không ba? Ờ, mà ba chặn số này á thì họ lấy số khác họ gọi vô. Ba không hiểu tại sao mà có số điện thoại của ba nữa, mà còn biết gõ nhà mình nữa. Thiệt tình. Mà có khi nào á mẹ con thiếu tiền người ta không Diệu? Con cũng không biết nữa. Hai cha con ông lại nói xấu gì tôi nữa đó. Mẹ gì? Ngồi ghế đi mà. Nay cái ngày gì đâu. Bà, mà bà đi đâu mà bữa nào sáng sớm bà cũng đi, sáng sớm bà cũng đi vậy bà? Nóng chết luôn mà con. Thì tôi đi làm ăn kiếm tiền chứ đâu, không lẽ ở nhà để chết đói cả đám à. Mấy năm nay ông bệnh liên miên, tiền bạc cũng theo bệnh của ông mà đi hết, ông còn trách móc ai nữa. Kìa mẹ, sao mẹ nói ba vậy? Ba đâu có muốn bệnh đâu, tại vì ba làm việc lao lực quá cho nên ba mới bị bệnh đó. Mà ba cũng gì lo cho con, lo cho mẹ chứ đâu. Thì mẹ cũng có nói gì đâu ạ. Mà con cũng thấy đó, gia đình mình đã khó khăn rồi, mà bệnh của ba mày á, cần tiền phẫu thuật tim tới cả 100 triệu lận. Mẹ mà không đi làm này làm nọ kiếm tiền á, thì lấy gì sống, rồi còn lo bệnh cho ba mày nữa. Bà nói á, bà đi làm, mà bà làm cái gì bà nói rõ cho tôi nghe coi. Chứ tôi nghe người ta nói. Người ta nói cái gì? Hàng xóm người ta nói bà đi chơi cờ bạc hội hè số đề gì đó, có đúng không? Ai vậy? Ai nói với ông kỳ cục vậy? Thiệt hả mẹ? Mẹ ơi, bao nhiêu gia đình tan nát cũng vì chơi cờ bạc hội hè số đề đó. Mẹ không thấy hả mẹ? Mày nói quá à. Con Diệu á, nó nói đúng đó. Có người á còn đi vay tiền xã hội đen á để mà có tiền á chơi cờ bạc hội hè số đề nữa kìa bà. Đúng rồi đó mẹ,
Mà mốt mẹ đừng có chơi cờ bạc hụi hè số đề nữa, đâu có ích gì đâu mẹ. Thôi 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 thôi, hai cha con ông á, mày đặt lên lớp dạy đời tôi nữa. Tôi không có đi làm này làm nọ thì lấy tiền đâu mà trả nợ. Cả nhà này chết cả đám đó. Rồi bà đi đâu nữa vậy? Dạ, alo em nghe. Alo, trốn đi đâu mấy bữa nay vậy người đẹp? Bộ không có tính trả nợ cho anh hả? Dạ đâu có đâu anh Năm. Tại em chưa gom đủ tiền nên em không dám gặp anh. Anh ráng thư thả cho em vài hôm nha anh Năm. Đừng có giỡn mặt với tụi này. Không có tiền thì cầm đồ, cầm nhà, cầm đất. Còn không thì cầm luôn cô con gái xinh đẹp cho anh để trừ nợ cũng được. Anh không có được đụng tới con gái của tôi à. Anh mà đụng tới nó cùng lắm á là tôi chết á, cho mấy người mất hết vốn luôn. Tính chơi bài liều để quỵt nợ hả cô em? Bài này không hiệu quả với tụi anh đâu. Bà mà có chết thì chồng và con của bà cũng phải ôm số nợ này rồi phải lo mà trả. Còn không á thì bọn họ cũng không yên đâu. Anh không có được đụng tới chồng con của tôi à. Họ không có liên quan gì tới vấn đề này hết trơn á. Anh đừng có đụng tới họ. Tôi gian anh, tôi lại anh. Anh đừng có đụng tới gia đình của tôi. Thôi, không có nói nhiều. Trong ngày mai phải lo cho anh đủ cả vốn lẫn lời. Còn không á thì em đi mua quan tài để sẵn đi là vừa. Vậy nghe. Alo. Alo. Bà đi đâu vậy bà? Có chuyện gì mà lính quýnh lên bên đây bà kiếm cái gì? Con cũng không biết nữa. Ông ơi, mà ông mau lấy giấy tờ đó cho tôi mượn đi ông, nhanh đi ông. Có chuyện gì với mẹ? Có chuyện gì mà bà đòi lấy giấy tờ đất giờ này? Trời, tôi không có giải thích với ông được. Ông có muốn chửi, muốn mắng tôi cái gì cũng được hết trơn á. Ông bảo lấy giấy tờ đó cho tôi mượn, để tôi đi cầm, sáng mai tôi lấy tiền trả nợ cho người ta. Nếu không á, họ không có để yên cho gia đình mình đâu ông ơi. Bà thiếu nợ ai mà bà phải lấy giấy tờ đất để đi cầm trả nợ? Mau đi mà, tôi năn nỉ ông mau lấy giấy tờ đất cho tôi mượn đi mà. Mẹ thiếu tiền ai mà mẹ phải trả gì mẹ? Mà mẹ mượn của người ta bao nhiêu? Bà không giải thích rõ, tôi không có đưa cho bà đâu. Trời ơi trời, ông ơi là ông, mà lấy giấy tờ đi. Sáng mai mà không có tiền á, còn kéo tới nhà mình đó. Bà thiếu nợ ai á mà họ kéo tới nhà? Họ mà làm quá tôi báo công an đó. Không được, ông đừng có báo công an nha. Họ không có nói lý lẽ với mình đâu. Mẹ trả lời con đi, mẹ thiếu tiền ai mà mình phải trả vậy mẹ? Mẹ định chơi hụi để kiếm ít tiền lo trị bệnh cho ba mày. Không ngờ mẹ bị giật hụi rồi mẹ chỉ sang chơi số đề. Ai ngờ muốn gỡ gạc lại thì mẹ lại mất trắng luôn. Mẹ dạy con ít rồi con. Ít đỉnh là bao nhiêu? 100 triệu. Cái gì? 100 triệu? Ba. Ba. Ba có sao không ba? Bà thiếu nợ ai mà tới 100 triệu? Bà giết hai cha con tôi luôn đi bà. Ông ơi, bình tĩnh đi ông. Ông uống miếng nước đi ông. Chuyện trước mắt bây giờ mình phải lo trả nợ cho người ta. Nếu không á, họ giết cả gia đình mình. Mấy người đó nói được là làm được đó ông à. Gia đình mình chưa đủ khổ sao mẹ? Mà mẹ còn làm như vậy nữa. Ba đang bệnh đó, mẹ làm như vậy ba chết sớm mẹ mới vừa lòng phải không mẹ? Mẹ đâu có muốn đâu con. Mẹ đang cần tiền. Họ điện thoại á, liên hệ với mẹ cho vay nhanh mà thủ tục lại đơn giản nữa. Mẹ thấy vậy mẹ mới vay. Mà lãi suất một ngày tới 500 ngàn nữa. Hơn 2 tháng nay mẹ không có đủ tiền đóng lãi. Bây giờ lãi với gốc cả 100 triệu rồi. Quân bất lương mà. Đồ hút máu người mà. Dây có 50 triệu mà tiền lãi một tháng 15 triệu. Bà giết hai cha con tôi luôn đi bà ơi là bà. Ba, tôi định tự tử.
tự chết. Hôm sau rồi nó xuống suối vàng cho rồi. Nhưng họ nói á, tôi mà có chết á thì hai cha con ông á cũng phải trả nợ. Nên từ bây giờ tôi hết cách rồi ông à. Ba, vậy là mấy bữa nay chính là bọn họ điện thoại cho mình đó ba ơi. Cho nên là họ sẽ không có để yên cho gia đình mình đâu á. Đúng rồi đó ông. Bây giờ trước mắt á, mình lo trả nợ cho người ta đi. Mình mà có trốn á thì bọn họ cũng không có tha cho mình đâu ông à. Thôi được rồi, chuyện á đã tới nước này rồi, bà với con Diệu chờ tôi một chút. Ba đi đâu vậy ba? Mẹ khổ quá Diệu á. Còn miếng đất ông bà nội để lại, tôi tính làm cổ hồi môn cho con Diệu khi nó đi lấy chồng. Còn bây giờ bà muốn làm cái gì đó tùy bà. Con không cần cổ hồi môn gì hết trơn, con chỉ cần gia đình mình sống yên ổn với nhau thôi à ba ơi. Mẹ ơi, trời ơi, tai họa đâu mà ập xuống gia đình tôi này trời. Kìa Vũ, bình tĩnh lại, có gì từ từ giải quyết. Tim của bay không được khỏe, đừng xúc động quá. Có chú Năm ở đây, bình tĩnh lại cháu. Ba đừng có làm con sợ mà ba. Bình tĩnh đi ông. Nãy giờ đứng ngoài trước á, chú đã nghe hết rồi. Con Thủy á, bay dính vô cờ bạc là chết cuộc đời rồi đó con. Từng tuổi này mà sao bay còn dại quá vậy? Tại vợ con lỡ dại đi dây nợ người ta. Con làm chồng thì con phải trả nợ chứ sao chú Năm. Số con thật là đen mà. Càng muốn kiếm tiền nhanh á thì lại càng thua lớn. Bây giờ lỡ rồi, con cùng đường rồi chú Năm à. Vợ thằng Dũng à, đã mấy lần chú khuyên tụi bay rồi, có ai á đam mê cờ bạc mà nên thân ở đâu. Vậy mà tụi bay không chịu nghe. Bây giờ xảy ra chuyện rồi nè, tụi bay tính làm sao? Giờ chỉ còn cách bán đất để trả nợ chứ tính sao nữa hả chú Năm? Đúng rồi đó ông Năm ơi. Nếu không á là bọn họ sẽ giết cả nhà con đó ông Năm. Con định tự tử chết rồi chú Năm ơi, con khổ quá. Có ai á làm giàu mà con đường cờ bạc đâu bay. Bây giờ á phải tìm cách giải quyết, không thể để bọn này tiếp tục hại người. Nó hại được gia đình của tụi bay, mai mốt á nó còn hại nhiều gia đình khác nữa. Bây giờ phải tìm cách. Mà được rồi, bây giờ chuyện này để chú Năm lo. Con Thủy ngày mai điện thoại gọi tụi nó đến nhà trả tiền cho nó. Chú Năm định giúp con trả nợ hả chú Năm? Chú có cách. Nhưng vậy thì con đội ơn chú Năm nhiều lắm. Ủa mà chú Năm à, chú lấy tiền đâu mà giúp con vậy chú? Chú đã nói chú có cách của chú, con yên tâm. Mà mẹ ơi, ông Năm ổng có ở có một mình ơn à, sao mình đành lòng nào lấy tiền của ông Năm hả mẹ? Dạ thôi chú Năm, cái chuyện gia đình con để gia đình con lo được rồi chú Năm à. Con yên tâm, đối phó với cái tụi này là chú Năm có cách của chú Năm, phải không? Bây giờ vậy, con Thủy điện thoại hẹn tụi nó sáng mai qua nhà mình trả tiền cho nó. Vậy ha, giờ chú Năm về, con Diệu đưa ba con vô nằm nghỉ ngơi đi nghe không? Rồi sáng mai mình là sẽ tính toán dứt điểm cái vụ này, yên tâm, chú Năm lo. Dạ, ông Năm về. Đây nè mày, vô đây. Ừ. Nghe trời chạy gì vậy? Trời ơi, trời ơi, giang hồ mà chó chó mà tôi bằng cái cây mày biết tao sẽ chó mà mẹ em cái gì mà chó hồ mà chó chó đây. Ê, trời ơi con nhỏ này thiệt tình à, mẹ đang gầu lo muốn chết luôn à. Con cũng lo mà. Hai mẹ con bà làm cái gì mà đi qua đi lại hoài vậy, tôi chóng mặt muốn chết luôn vậy đó. Bà làm ơn bà ngồi một chỗ giùm tôi cái. Tôi lo quá trời luôn ông à. Nhà này đâu mày? Vô đi. Tới rồi ông ơi. Chà,
đông đủ dữ ha. Đúng á, là không có làm mạnh á, là không có lòi tiền ra. Rồi cái gì vậy mày? Sao? Đẹp đẹp đẹp. Đâu nợ không lo, suốt ngày gây gút. Tới rồi hen. Đại ca đây hen. Đúng thì sao? Giang hồ đây hen. Cho vay nặng lãi. À, cái này gì đó mày? Chó hay là cẩu vậy? Sói, sói thủ lĩnh đó ông già. Trời ơi, ghê ha. Còn bên đây, rắn rước hay là rắn bông súng vậy con? Rắn hổ mang, ông hiểu không? Tao tưởng đâu rắn rước hay rắn bông súng gì thì tao nướng lèo. Còn sói á, tao lột da, nướng ăn cũng được lắm. Đâu? Đi đòi tiền phải không? Giấy nợ đâu? Tụi này á, làm việc thì rất là uy tín, nhưng mà đa nghi. Nghi gì? Khi nào thấy tiền á thì giấy nợ nó tự động nó lòi ra. Nhưng mà ông là ai? Ông liên quan gì tới vụ này? Liên quan chứ sao không liên quan mày? Mày không cần biết tao là ai, mà mày chỉ cần biết cái bọn cặn bã như tụi mày phải cút khỏi cái xã hội này cho tao. Chữ nặng dữ không vậy? Chứ sao? Đừng gây hấn với bọn máu lạnh này chú Năm. Bọn chúng không có tính người đâu chú Năm. Con yên tâm. Ê, bữa nay á, kiếm đâu mà viện binh mạnh miệng dữ ha. Tôi nói cho ông biết, ông đừng có thấy mạnh miệng á, ông nghĩ gì rồi tôi sợ ông. Ông có nghe danh Năm Mặt Rô này chưa? Bữa nay tao cho mày thành Năm Mặt Gỗ luôn. Tao nói cho mày biết, ngày xưa trong chiến tranh á, tao lượm không biết bao nhiêu thằng. Còn cỡ mày á, tao lượm một cái một hả con? Sợ không á. Nhưng mà thôi, để tôi nói cho ông biết, hôm nay tụi tôi tới đây á là để kiếm ăn chứ không phải kiếm chuyện ha. Khôn hồn á thì đưa tiền ra, đưa giấy nợ trả, xé giấy nợ xong đường ai nấy đi, bye bye. Được, vậy thôi. Nói như vậy thì một tay giao tiền, một tay giao giấy nợ. Okay, con Thủy, ông già chuẩn bị giao tiền cho bọn nó. Dạ. Giấy nợ đâu? Đây, giấy nợ đây cha. Đưa giấy nợ đây. Đây. Năm Mặt Gô, anh đã bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động tín dụng đen. Giờ mà anh về cơ quan công an để làm việc. Đúng rồi đó, mấy chú làm ơn xử thật nặng cái tội này cho bọn chúng đó chưa? Mọi người cứ yên tâm, hiện nay chúng tôi đang mở đợt cao điểm tấn công trấn áp với loại tội phạm này, không để bọn chúng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, xem thường pháp luật đi thi hại người nữa. Thôi, chào cả nhà, giờ chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí, đưa các đối tượng về trụ sở công an làm việc. Chú Năm, thì ra đây là kế hoạch của chú. Đúng rồi đó cháu. Vợ thằng Dũng à, mình có cần vay tiền á nên liên lạc với các cái ngân hàng, người ta có sổ sách ghi chép rõ ràng lãi suất lãi thấp. Ai dạy gì á lại đi dính vô với cái bọn tín dụng đen. Cái tụi này á nghe nó là cái tụi chuyên hút máu người đó. Dạ. Dạ, qua cái chuyện này á con mang ơn chú Năm nhiều lắm. Con hứa nha, từ nay á con sẽ không có cờ bạc hay là hụi hàng gì hết trơn á. Con sẽ lo làm ăn, lo cho chồng, cho đúng con rồi. Con rồi thôi á, mọi việc hầu như là đã qua rồi. Con hứa là con phải giữ lời, phải lo cho chồng con và chí thú làm ăn, nghe không? Dạ. Đặc biệt á, Tết nhất sắp đến rồi. Bây giờ á, mình làm một cái tiệc giống như mình chuẩn bị đón Tết vậy nghe con.